nhà siêu X xin chào mọi người. Caro xin chào ông bà, cô chú và các bạn. Ngày mai. Mai là ngày gì? Sinh nhật. Ngày mai chui khỏi bụng mẹ hả? Rồi xong rồi mình làm cái này để làm chi? Mà tặng bạn. Có sinh nhật của ô mà sao bạn không tặng ô mà ô tặng bạn? Nhưng mà con có biết tại sao mình tặng quà cho bạn lại không? Đó là gọi là favor. Gọi là favor, có quà, quà mình tặng cho những người đến dự tiệc gì đó, là để người ta đến thì mình cảm ơn người ta đã đến. Yeah. Đúng không? Rồi bây giờ hôm nay là mình sẽ tặng cái gì cho bạn? Tặng tattoo. Tattoo. Rồi, mấy cái nào bấm rổ. Tại sao là tại là ta là bấm rổ vậy ô? Tại vì ô tổ chức sinh nhật bấm rổ. À. À, mỗi bạn sẽ có một cái đồ chơi bóng rổ. Ok, finger basketball. Rồi ok, vậy mình bỏ vô sao? Rồi, đâu mỗi một túi sẽ là một cái thẻ tặng một cái bóng rổ này sao? Rồi ok, cái chừng rớt cái ba cái con cái súng nước. Còn cái này là cái gì biết không? À, mình có tặng cái này không? Có mà. Mấy bạn sẽ chơi. Đúng rồi, các bạn sẽ chơi xong các bạn sẽ đem về luôn, mình tặng luôn, mình bỏ vào túi luôn. Rồi. Phải kiểm tra lại nha, là đủ 3 món nha. Đủ. Đây. Wow, có bao nhiêu bạn qua, mình làm nhiều dữ vậy? 7 bạn. 50 từ. À vậy á hả, bạn với lại hàng xóm phải không? Ok. Rồi nôn không? Dạ. Rồi ngủ một giấc là tới ngày mai sinh nhật á. Dạ. Buổi chiều cùng ngày thì tụi mình tranh thủ chuẩn bị trước cái chiến trường để cho các bạn ngày mai sẽ có một buổi chơi nước thiệt là vui. Các bạn nhỏ thì cũng tận dụng thời cơ để ra vườn ngồi ăn cho nó thay đổi hoàn cảnh một chút để ăn ngon hơn nè. Bây giờ thì tập trung làm thôi nha ba. Mình nhớ năm đó ngày này 7 năm trước thì sáng nay là sáng nay là hai vợ chồng đi khám thai xong cái tự nhiên bác sĩ nói là thấy đầu em bé rồi, chắc là sắp đẻ rồi, thôi đi về chuẩn bị đồ rồi nhập viện luôn. Wow. Vậy là hả, trong ngày hôm đó chiều 4:30 là Kyle ra đời. Còn ngày hôm nay 7 năm sau thì giờ này mình đang chuẩn bị làm bánh để mừng sinh nhật Kyle. Và tại vì á, gia đình mình không có ăn đồ ngọt cho nên là không có mua bánh kem hoặc làm bánh kem to. Mình chỉ làm những cái bánh cupcake nhỏ để mà cho mỗi bạn một cái bánh. Bạn của Kyle cũng có 10 bạn thì mình sẽ phát mỗi bạn một cái rồi sẽ đỡ bị dư á. Giờ mình bắt đầu làm luôn nha. Nên mình sẽ làm bánh cupcake để trùng, không phải, để làm cái team sinh nhật là basketball, là bóng rổ. Tại vì Kyle rất là mê bóng rổ luôn. Strawberry on my lips and your fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take my day off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. The right vibe and the taste. Nãy giờ thì mình đang mix màu để làm trang trí thành cái bóng rổ. Cái bóng rổ cho Kyle. Đây là cái màu mà của cái đường viền á, mà làm ngoài không có ra cái màu như ý. Để coi bây giờ mình thử lên cái bánh xem như thế nào nha.
Cái bánh này là cái bánh mà mình đã nướng sẵn, đã lộn vải nướng thử. Nướng thử xem có ngon không từ mấy ngày trước. Đây, màu đặc, màu cam, hay màu cam này là ra cái bóng gỗ này. Bây giờ mình sẽ xịt lên nha. Mình xịt màu lên. Đây, bỏ vô. Trời ơi, cái này là lần đầu tiên làm đó. Ok, bây giờ mình bắt đầu thử nè. Ui ôi, cái chua này hơi ớm. Rồi sao mà nó ẹo tùm lum vậy? Nó phải thẳng chứ. Đè nó xuống thì nó thẳng hay sao? Rồi. Ra chưa, ra chưa. Ủa, cái màu màu này không được, màu này phải đậm hơn. Rớt. Màu nâu này phải đậm hơn, màu nâu này nhạt quá. Ok, mình làm lại. Khao khao. Ok, bây giờ con sẽ bỏ bắp rang vào túi cho các bạn nha con. Bắp rang đâu rồi, nè. Sau khoảng thời gian 20 phút nướng và nghỉ ngơi trong lò để cho bánh nó không bị xẹp khi thay đổi nhiệt độ đột ngột á, thì đây là thành quả nè. Bước chuẩn bị tiếp theo bây giờ mình sẽ chuyển qua là trang trí nhà, tại vì chỉ còn một tiếng nữa là các bạn của Kao sẽ đến giờ rồi. Mình sẽ bơm bông bóng mình trang trí nha. Sinh nhật bóng rổ. Sinh nhật bóng rổ là tại sao vậy nè? Bây giờ mình sẽ bơm bằng khí heli để cho bong bóng bay nha. Rồi chút nữa mình sẽ trang trí ở ngoài sân vườn, vì sinh nhật sẽ tổ chức ở ngoài sân vườn nha. Thiệt, tại vì cái khí heli ấy trong này. Không biết tại sao, cũng có lý do không biết tại sao, nhưng mà ba phải hát, tiếng nữa ba hát lại nghe khúc đầu là giọng khùng, ê chân bóp bóng quá. Khúc sau là trở lại bình thường. Christmas, Christmas time. Thiệt không? Thiệt không? Đó, bình thường lại kìa. Người khác thử đi nè, có số 7 thử nè. Rồi bỏ cái này ra, bỏ cái này ra đi rồi làm thử coi. Tay được kìa. Ai muốn thử không? Dạ. Rồi ba quay qua ba mở cái thùng mới đi. Con tên là Nguyễn Phúc An Nhi đi nha. Chưa, nhiều nhiều đi. Ô tránh ra ô. Ô. Nói ngộ thiệt. Nhưng mà con nói câu dài dài đi nghe mắc cười. Để thử nha, để thử. Cái giọng dễ thương. Nhiều nhiều lên con, nhiều nhiều lên. Hay cây á. Thôi lại rồi. Cái nhà có gì hết bóng cười. Hết à. Giờ mẹ thử mà ai cười thì nó thua nha. Cười ba đó. Mẹ cười chứ. Mẹ cười. Alo, 1, 2, 3, 4. Nghe thấy không? Ủa, con thua rồi. 1, 2, 3, 4, bình thường lại chưa? Em vừa. Alo, Lexi. Hết giờ giỡn rồi, quay trở lại chuyên môn thôi. Công việc đang đắng đấy đi mà giỡn hoài à.
bơm bong bóng xong thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài để treo bong bóng lên cửa, báo hiệu cho các bạn của ô biết đây chính là nhà có sinh nhật nè. Ủa, anh qua nào thế? Ok. Bộ gió quá. Ừ. Hút ly tới chiều bớt gió. Chiều người ta nói là còn có 11-12 km à. Gió mà bong bóng bay rạp hết xuống dưới đất như vậy thì còn ai mà thấy được. Sau mọi cố gắng thì bây giờ mình đang gỡ bong bóng ra để treo lên cầu thang. Và tiếp theo thì mình sẽ đi ra vườn. Và hoạt động chính cho sinh nhật năm nay của Kaio là... Đọc cái thiệp thì chắc chắn ai cũng đoán được là năm nay các bạn nhỏ sẽ được chơi nước đúng không nè. Mẹ My đã nghĩ ra một cái trò thử thách để cho các bạn chia đội và đấu với nhau ở ngoài cái sân vườn này nè. Bây giờ thì mẹ My đang cố gắng tìm cách để trang trí ở trên cái deck này để chút nữa sẽ cùng chúc mừng sinh nhật ở đây luôn. Mà có vẻ hơi nắng á. Ba Huy thì đang sắp xếp lại vị trí của hai cái hồ bơi theo đúng yêu cầu của trò chơi mà mẹ My đã nghĩ ra. Sau đó thì còn phải đổ đầy nước vào hai cái hồ bơi này nữa. Mà mọi người thấy không, mẹ My cũng không hiểu sao cái sinh nhật nhỏ xíu mà cả nhà phải chuẩn bị từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa xong. Bé con này nó còn sợ, nó đang né luôn kìa. Ôi, chị Hai giỏi lắm, chị Hai đang phiêu nước trong mấy cái hồ bơi. Mình sẽ có trò chơi nước. Đâu? Làm được 111 cái. Cái gì? 111 hả? 111 mẫu nước cho vòng 60 giây. Bây giờ mình sẽ bơm một rất là nhiều bong bóng nha. Đợi từ. Rồi chỉ đi. Wow, nó tự close luôn. Nè, nước đang vào nha. Đây là 100 cái bong bóng hả ba? Từ đi. It's so squishy. Yeah, so. Bắn con. Rồi cắt lắc đi ba. Ừ, nó rớt rồi đó. Nó cái trái gì. Ồ, cách làm thì cô chỉ người mạnh đi ba. Con yêu, làm gì vậy? Chờ cái gì vậy? Bạn nào? Bạn ai? Bạn ô mà sao con chờ dữ vậy? Trời ơi, có gì báo giùm mọi người nha. Ok không? Còn nay mình mời thợ làm bánh lại làm bánh nè, ghê không? Tận nhà luôn. Đang chờ bạn của ô tới nha. Ôi, đau tóc xem coi. Đâu? Chưa, nào giờ đánh má hồng, đánh son nữa. Được không, được không? Đi lên trang điểm, bạn tới giờ. Bạn tới rồi mà xoắn như người nổi tiếng tới kìa mọi người. Sẽ là bạn trai của ông con. Bạn trai đó. Quá đã luôn. Đó, bạn ô tới nè. Okay. Oh my God. Remember? Hello. Huh? Hello.
Bring him to the backyard. Show him what you're gonna do. Hey buddy, how are you? Good. I like your cup, man. It's really cool. Quá ngầu, trời ơi. Đẹp chưa? Ngầu chưa? Quá đã, cảm ơn chú Lợi. Quá đã. Trong lúc chờ một bạn nữa thì các bạn đang chơi video game. Jovan play very well, right? So daddy have to defeat him now. Who won? Oh. No, that's not nice. You need to be nice. I play wrong with that hit. Yeah. Giờ đến tuổi bao lâu? Con ơi, con ra đám chị ra phía luôn kìa, đám chị. Nói mẹ ra phía. Em gái tới luôn kìa. Nói mẹ ra phía là em nói email á. Hi everyone! Ra nói đi ta. Con ơi, ra lấy quà bạn tặng kìa. Say thank you. Thank you, say thank you. Là bốc thăm hả? Bốc thăm để chia đội nha. Hai đứa hả ba? Hai đứa hay ít không? Không, hai đứa ok mà. Hai đứa. Mỗi đứa nó... Trời ơi, mèo này hay thiệt á. How many kids we have? We have 9, I think. 9, right? So we divide into 3 teams. Okay, everyone pick a draw. Speak whatever and tell the number. Okay, you're number 3. Okay. You just get whatever. What number? I'm number three. Yeah. Here, Mel. I'm number one. Okay, team, your team up, team. I am. All right. Decide who will go first. Yeah. To decide the other. 2, 1. Go! Phát! Yep! Wow! Okay! Up! Your team leader, such a good cheater. What? Oh, thank you. Oh. Yes. Okay, next one. Ready, okay, fine. Ready, let's go. Okay, fine. Con mang cho luôn quay trở lại đây đúng không? Yeah, do that. Oh. Oh.
Đi ăn sẵn một chút lên nào ha. Okay. You have strong teeth because all three of you are bigger already. Right? Come back, come back, come back, come back, come back, come back. Hát dẻo chưa? 20 seconds. 20 seconds. Can you make something? Can you make something? Just get one or two. 20 seconds. You don't need to return it. One, two. Okay. Next him. Maxim! Ready, 3, 2, 1, go! You guys can free play, but who wins? The girls win! Yeah.
vậy mà không đủ chơi luôn á trời. Có chân chụp lỗ cục đá nha. Sau khi thay đồ khô ráo sạch sẽ thì bây giờ tất cả các bạn nhỏ đang xuống tầng hầm để chơi trong khi chờ ba Huy làm bữa ăn nhẹ. Cũng giống như bất cứ bữa tiệc sinh nhật, đám cưới, đám hỏi nào thì mình cũng sẽ đều có cái màn sắp xếp đội hình để chụp hình kỷ niệm như thế này. Và dĩ nhiên là đội hình càng đông thì nó sẽ càng rối. Ít lên đầu đứng đi con, ít lên đứng đi. Ít với lại táo ở giữa nè. In front of Joven and Kyle. Nhưng sau tất cả thì cuối cùng Kyle cũng đã có một bữa tiệc sinh nhật rất là vui và ấm cúng rồi. Ba Huy và mẹ My rất là cảm ơn anh Lợi, chị Vân, bà ngoại dâu, anh Khang, chị Nguyên, các bạn của Kyle đã dành thời gian đến chia vui cùng Kyle và cũng đã đến giúp đỡ, trợ giúp cho ba Huy, mẹ My vào cái ngày thật là bận rộn như thế này. Còn bây giờ thì mình bắt đầu nhập tiệc thôi nào các bạn nhỏ. Everyone ready to sing? Chúa còn yeah. Where is she? Let me. Come on. Okay, is anyone doesn't know how to sing a happy birthday song? Okay. Do you know how to sing a happy birthday song? No. Ôi xài cả mắn tiền. Đúng rồi đó. Okay, so everybody know how to sing happy birthday song, right? Let's sing in French. No. Can we sing happy birthday in French? You were in French class, right? Joven, you know how to sing happy birthday in French? Wow! Okay, Rafit, you know? I don't know! Okay, let's do happy birthday in French. Okay. Not everyone knows. On three. Okay, go. What? Joven, okay, Joven, you sing. Come on. That's not French! Happy birthday to you! Happy birthday, Kyle! Okay, Joven, you go. Ok, cuối cùng thì cũng đã đến cái màn cuối cùng. Đó là cái màn mà các bạn nhỏ ai cũng rất là thích, là mở quà sinh nhật. Chúng ta cùng xem là Kyle năm nay nhận được những quà gì nha. Cũng như từ nhỏ đến giờ thì năm nào sinh nhật của mỗi bạn COX, ba Huy và mẹ My đều đại diện cho ông bà nội cũng như bà ngoại đang ở Việt Nam mua quà để tặng cho các con, để cho các con cũng biết là ông bà nội và bà ngoại cũng luôn nghĩ đến mình và yêu thương mình. Yeah. Lucy, she even doesn't know.
know what it is. Oh, it's a ball. Wow! Say thank you to Julia. I belong in strawberry. Thank you, strawberry. Thank you, Diana. Tuổi, đây là sinh nhật đầu tiên mà Kyle có mời bạn. Tại vì Kyle thực sự là một cậu bé rất là mắc cỡ nên cũng không dễ để kết bạn. Và đây là hai người bạn đầu tiên mà Kyle chơi có vẻ là đủ thân để mời đi sinh nhật. Với tính cách của Kyle thì mỗi lần Kyle có thêm được một người bạn là một lần ba mẹ được mừng vui vô cùng. Bây giờ thì cũng đến lúc chia tay rồi. Okay. Bạn cái, thấy không? Thank you so much for coming. Yeah, okay, give him a hug. Give him a hug. Say thank you. Thank you. Thank you. Trời ơi, nhiều quá nha. Và đây chính là hậu quả của việc lúc chơi hết mình, lúc dọn hết hồn nè. Lúc tụi nhỏ chơi xong, mẹ My nhìn thấy cái đống bong bóng la liệt trên mặt đất như thế này là ba Huy và mẹ My đã lè lưỡi rồi. Nhưng may quá, cuối cùng mẹ My đã nghĩ ra được một trò chơi. Đó là cho các bạn nhỏ thi nhau lượm bóng. Ai là người lượm được nhiều nhất thì sẽ được thưởng. Bắt đầu. Đây là thành quả của ai? Flex the mouth. Rồi nha. Rồi nha. 22 gram. Đúng không? 21 gram. Từ từ. 19. Xanh lá nữa nha. Của ô. Mà dâu nhiều rồi nha. Chàng ơi. Dâu 60 gram. 61. 45. Mỗi bạn được 5 phút mà dâu thì được 15 phút. Đó thấy chưa, một trò chơi mà con nít hay người lớn thì đều cũng vui hết. Nhất tiện xong điêu luôn mọi người ha. Còn bây giờ thì đến lượt người lớn được thảnh thơi hưởng thụ rồi đây. Thôi mình chào tạm biệt mọi người tại đây nha. Hẹn gặp lại vào vlog tiếp theo. Bye bye.